gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất. Những gì đã dâng cho giáo hội thì không được phép đòi lại. Ngoài việc tuân giữ kỹ thuật xây dựng thì việc xây nhà thờ phải phù hợp với ý nghĩa thần học của giáo hội, tinh thần phục vụ nghệ thuật thánh. Ban xây dựng của Tổng giáo phận được thiết lập để tư vấn cho bề trên. Công trình nào phù hợp với Gothic, công trình nào thuộc Roman, công trình nào thuộc công trình nhà thờ hiện đại. Ở đây thì ta phải phân biệt có hai công trình, là công trình trùng tu và công trình xin xây mới. Gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất là chủ đề của hội thảo tiền công nghị của Ủy ban xây dựng tại Giáo xứ Tân Độ. Nằm trong chương trình hội thảo là bài thuyết trình với chủ đề gìn giữ tài sản và việc xây dựng cơ sở vật chất trong giáo hội của cha Thomas Aquino Nguyễn Xuân Thủy, quản lý Tổng giáo phận Hà Nội qua hai đại ý, tài sản và xây dựng. Với nội dung xây dựng, bên cạnh những quy định của giáo hội trong lĩnh vực xây dựng, cha thuyết trình đã đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng để tránh lãng phí. Phải quy hoạch tổng thể và có một tầm nhìn xa rộng với tương lai phát triển của một địa phương để có một kế hoạch xây dựng từng phần. Công trình phải nhằm đúng cái mục đích, công dụng, phục vụ cho cộng đoàn, đúng cái công năng sử dụng. Công trình phải đạt được những tiêu chuẩn về mỹ thuật kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, nhất là đặc tính công năng sử dụng riêng cho mỗi loại công trình khác nhau. Theo đó, khi đề cập đến tinh thần phải có khi xây dựng một nhà thờ, cha Thomas Aquino chia sẻ. Nhà thờ phải là một hình ảnh phản ánh một giáo hội và đức tin của giáo hội. Nhưng nhà thờ cũng là nhà của cộng đoàn Kitô giáo địa phương, cộng đoàn đức tin, và sau là nhà của tất cả những người Kitô hữu tới đó tham dự, cử hành phục vụ, tức là cộng đoàn phục vụ. Ngoài việc tuân giữ kỹ thuật xây dựng thì việc xây nhà thờ phải phù hợp với ý nghĩa thần học của giáo hội, tinh thần phục vụ nghệ thuật thánh. Tham dự trong khuôn khổ chương trình tiền công nghị của Ủy ban xây dựng, rất nhiều quý tham dự viên đã đưa ra những ý kiến đóng góp. Quy trình xin phép và phê duyệt của giáo phận như thế nào để chúng con được tiến hành? Như bên ngoài xã hội thì người ta cũng có một cái ban nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, cái giá trị của các công trình văn hóa, nghệ thuật vân vân, và người ta xếp hạng nó. Thì con nghĩ là giáo phận chúng ta nên có một cái ban đó để xếp hạng tất cả những cái công trình và cả những cái đồ vật như là tượng ảnh hoặc là những cái đồ vật trong giáo xứ có giá trị. Đưa vào cái chương trình giảng dạy giáo lý cho các em giáo xứ về lịch sử giáo xứ và các công trình kiến trúc qua từng thời kỳ để các em hiểu biết về công lao của cha ông chúng ta, để các cháu lưu truyền lại sau khi các cháu được hiểu biết. Nên chăng là cũng phải giữ lại những cái mà tổ tiên cha ông đã xây dựng. Nhiều nơi bây giờ đến một giáo xứ không còn cái gì của tổ tiên xây dựng cả. Ban xây dựng cũng phải lên một cái chương trình, có một cái văn khố để biết được những giáo xứ này, giáo xứ kia trước đây có những cái gì. Nếu như có xây mới thì nên chăng giữ lại những gì đã có. Là cần có phải một, có một cái ủy ban để phê duyệt về các cái kiến trúc xây dựng, có lưu trữ các thư viện kiến trúc để các cái thư viện kiến trúc này giúp đỡ cho các cái xứ xây sau hay là sửa sau, định hướng cho tất cả các cái nhà thờ trong toàn bộ giáo phận là theo một định hướng kiến trúc. Bảo tồn những công trình nào có liên hạn sử dụng cả. Không công trình nào mà bảo giữ đến thế hệ này và thế hệ sau là vẫn giữ như thế và bảo cải tạo thế. Buộc phải có vấn đề phải là cải tạo và phá dỡ. Theo con là đề nghị có một cái phòng truyền thống, trong đó có lưu trữ, xây dựng mô hình hóa 3D hoặc là 4D hoặc lưu trữ ảnh hoặc là mô hình thực tế của những công trình kiến trúc mang định tính lịch sử như vậy. Và những công trình thiết kế mới là chúng ta sẽ phải giữ gìn, có thể là mở rộng ra theo quy mô của giáo xứ, nhưng mà giữ gìn cái nét để người ta thấy tương đồng ở trong cái giáo xứ đấy. Công trình nào phù hợp với Gothic, công trình nào thuộc công trình là Roman, công trình nào thuộc công trình nhà thờ hiện đại, thì quý cha cũng đưa ra
những cái mẫu nhà thờ điển hình để nó phù hợp với từng địa phương và từng cái thửa đất và cái số giáo dân của từng giáo xứ để nó hợp lý. Thì khi đó chúng con có một cái mẫu, một cái thước để chúng con nhìn vào. Cũng nằm trong khuôn khổ của ngày hội thảo là phần tham luận của anh Francisco Assisi Lê Minh Hoàng, kiến trúc sư giáo dân giáo xứ Hàm Long với chủ đề gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất. Anh Francisco Assisi đã đưa ra một số thực trạng về gìn giữ và xây dựng cơ sở vật chất, đề xuất một số giải pháp. Một số kiến trúc thờ phụng tạo được ấn tượng và xúc cảm tốt không nhất thiết đến từ một kích thước vượt khổ hay một kỷ lục nào đó. Công trình đó có thể đạt được các giá trị đó đến từ sự hài hòa với cảnh quan, tỷ lệ, quy hoạch tổng mặt bằng và ngôn ngữ kiến trúc trong sáng, gần gũi với người sử dụng. Để phục vụ nghiên cứu và gìn giữ cơ sở và công trình có hiệu quả, đồng thời phát huy được các giá trị vốn có như trên, các công tác thống kê, phân loại, đánh giá và xếp hạng nên được ưu tiên hàng đầu, cùng chung tay để xây dựng các bộ quy chuẩn, hướng dẫn và tiêu chuẩn phê duyệt và ứng xử với các vi phạm. Ngay sau phần tham luận, hội thảo tiếp tục có những ý kiến thảo luận trực tiếp đầy sôi nổi. Còn những công trình nào cổ thì ban xây dựng đi thẩm định và nói là giữ lại cổ và cần phải được lưu giữ, cũng như là mời chuyên môn đến để xem cái cách thức mình bảo tồn như thế nào. Con nghĩ là cái quan trọng nhất là bàn cái cách để mà ra được một cái quy trình xây dựng là quan trọng nhất. Khi mà có quy trình rồi thì mình cứ áp vào đấy, cha nào làm không đúng thì là cha ấy sai, là phải sửa chữa. Đúc kết lại nội dung buổi hội thảo, Đức Tổng Giám mục Giuse đã có những chia sẻ tổng kết. Những ai đã dâng đất cho nhà thờ, những ai đã công đức tiền để làm tượng đài, những ai đã dâng nhà, dâng cửa không có quyền đòi lại, bởi vì đó là tài sản của giáo hội, không còn phải là tài sản cá nhân nữa. Chúng tôi đưa ra nguyên tắc của giáo phận. Điều này được ghi trong luật chung Directorium của Địa phận Hà Nội năm 1941 là những gì đã dâng cho giáo hội thì không được phép đòi lại. Cha xứ được bề trên giáo phận bổ nhiệm làm cha xứ trong nghi thức tuyên thệ nhận xứ thì có lời tuyên thệ sẽ gìn giữ tài sản tinh thần và vật chất. Cha xứ là cái người bảo tồn và gìn giữ, cha xứ không phải là sở hữu chủ, mà sở hữu chủ là bề trên địa phận. Cho nên cha xứ không có quyền bán đất, nhượng đất, mua đất, đổi đất nếu không có phép của bề trên. Ban xây dựng của Tổng giáo phận được thiết lập để tư vấn cho bề trên, và bề trên giáo phận mới là người ký quyết định và đề nghị xin các cha cũng như là các ông các bà giáo dân tôn trọng cái ý kiến của tòa giám mục và tôn trọng cái ý kiến của ban xây dựng, vì ban xây dựng có những nhà chuyên môn để khảo sát, nghiên cứu, xem xét và ra quyết định. Chúng tôi rất cảm ơn những vị ân nhân đã công đức để làm nhà thờ, làm tượng đài. Nhưng mà quý vị không thể nào lấy lý do ấy để mà điều khiển cha xứ được, hoặc là gạt cha xứ ra bên ngoài. Bởi vì chúng ta phải có cái cơ cấu trật tự trong giáo hội. Cha xứ là người chịu trách nhiệm trước mặt bề trên về cái công trình nhà thờ xây cất. Nếu mà sau khi xây cất nó có những điểm không hợp với lại nghệ thuật thánh hay là về kiến trúc, thì không ai phê phán cái người giúp tiền mà phê phán cha xứ. Cho nên cha xứ là cái người chịu trách nhiệm về kiến trúc, về chất lượng công trình.